Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin số 1 tại cơ quan hàng đầu về quản lý giáo dục tại Việt Nam. Ngoài những vi phạm liên quan đến tuyển sinh, mở ngành, Viện Quản lý Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo của Việt Nam còn mắc phải quá nhiều sai sót trong công tác tổ chức bộ máy và việc tuyển chọn nhân sự. Theo thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức bộ máy và nhân sự trong Học viện Quản lý Giáo dục từ năm 2018 đến trước ngày 6 tháng 12 năm 2019 đã không có hội đồng học viên để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo quy định. Đây là hình ảnh sau tố cáo của các cán bộ, giảng viên hàng loạt những sai phạm của Học viện Quản lý Giáo dục đã được Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ ra. Mặt khác, học viện cũng chưa có văn bản quy định, chưa có sự thống nhất về quy trình, thủ tục thực hiện thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc. Kết luận của thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo còn cho rằng quy chế tổ chức và hoạt động của các học viện quản lý giáo dục chưa xác định rõ các mối quan hệ giữa đảng ủy với hội đồng học viên, giữa đảng ủy với giám đốc học viện và cả giữa hội đồng học viện với giám đốc học viện, chưa kể mức độ tự chủ của đơn vị trực thuộc học viện. Một điểm sai lầm thêm nữa là giám đốc học viện chưa ban hành văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo quy chế, văn bản về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, chế độ làm việc của giảng viên không phù hợp với các quy định của luật viên chức năm 2010 và các nghị định của chính phủ cũng như các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tóm lại, cơ cấu, tổ chức, tuyển dụng và những chức năng khác của Học viện Quản lý Giáo dục đều chẳng những không đáp ứng quy định và trình tự thủ tục mà còn vấp pháp sai phạm rất nhiều về khâu nhân sự. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đăng Hưng, giáo sư danh dự Đại học của Bỉ, từng nhiều năm làm việc trong các chương trình cao học giữa Bỉ và Việt Nam tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên nguyên tắc, Học viện Quản lý Giáo dục thành lập vào năm 2006 đang đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ ngành quản lý giáo dục, thạc sĩ ngành tâm lý học lâm sàng và công nghệ thông tin. Chia sẻ qua thư điện tử gửi cho Đài Tiếng nói EFA, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng viết rằng ông không ngạc nhiên về những tiêu cực vừa được nêu trên trong Học viện Quản lý Giáo dục. Ông nói: gần gũi với nền giáo dục Việt Nam từ năm 1990 cho đến nay, tôi đã từng nghe phong phanh và có khi chứng kiến rất nhiều sai phạm trong hệ thống giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Đây là hình ảnh Đại học Đông Đô đã cấp 431 bằng giả, trong đó có nhiều bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Vấn đề xuất phát từ yêu cầu bằng cấp của rất nhiều nhân sự chính quyền không có khả năng học hỏi mà vẫn muốn giữ chức nắm quyền trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nghiên cứu ngữ học kiêm nhà giáo với hơn 40 năm tại Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Dũng thì nhận định như sau: Học viện Quản lý Giáo dục như tên gọi là chuyên về đào tạo cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cho Bộ Giáo dục. Về nguyên tắc thì đều đó là cần, còn trên thực tiễn người ta dạy dỗ như thế nào, sản phẩm cung cấp cho nền giáo dục ra làm sao, cái đó phải có một cuộc điều tra để xem thử nó có đúng hay là sai. Ông nói tiếp: tôi không có đủ tư liệu để nói rằng kết luận của thanh tra Bộ Giáo dục đúng hay sai, nhưng nổi bật của câu chuyện này là vấn đề cơ chế. Hôm nay là Học viện Quản lý Giáo dục, thì hôm sau tôi tin chắc rằng sẽ có những trường khác, những học viện khác. Đây là hình ảnh mức án cao nhất 21 năm tù cho vụ gian lận thi cử ở Sơn La được tuyên hôm 29 tháng 5 năm 2020 cho 12 bị cáo đã sửa chữa bài thi nâng điểm cho 44 thí sinh gồm 111 bài thi. Học viện Quản lý Giáo dục cũng không phải là trường đầu tiên bị những kết luận kiểu tiêu cực như thế này. Vẫn lời nhà giáo Hoàng Dũng chia sẻ như sau: xin nói lại là chúng tôi không đủ tư liệu để thẩm tra, coi lại. Thế nhưng kỷ luật một đơn vị sai phạm rồi công khai lên báo là chuyện rất đáng qua làm, nên làm. Oan, mọi chuyện phải công khai. Theo quyết định số 178 của Đảng ủy Học viện vào ngày 19 tháng 12, được báo chí đăng tải lại, việc phê duyệt quy hoạch quản lý trưởng phòng, phó phòng các đơn vị trực thuộc giai đoạn từ năm 2016-2021, việc phê duyệt quy hoạch năm 2017 không đúng chức danh được quy định đào tạo đối với 3 cán bộ mà tên tuổi được đưa lên mặt báo. Một cách rõ ràng hơn thì quá nhiều sai sót trong công tác nhân sự, có khi một đơn vị mà chỉ một cấp trưởng và một cấp phó, tựu chung thì chính cán bộ Học viện Quản lý Giáo dục cũng không biết làm thế nào cho đúng,
là nhận định tiếp theo của nhà giáo Hoàng Dũng. Thực ra quy định bao nhiêu người thì có một cấp trưởng, bao nhiêu người thì có một hai cấp phó. Ví dụ như thế thì họ đã có quy định rất chặt chẽ chứ không phải ưa gì làm đấy. Còn ở đây một đơn vị mà chỉ một cấp trưởng và một cấp phó thôi thì phải hiểu ngay rằng cơ quan này muốn có nhiều quân, nhiều quan ở cấp trưởng, cấp phó. Như thế thì thu nhập sẽ cao hơn, lương sẽ khác, phụ cấp sẽ khác. Đó là chuyện làm không đúng đắn. Đây là hình ảnh thầy giáo Lê Trần Ngọc Sơn sau 25 năm công tác ở Đồng Nai đã làm đơn xin thôi việc vì cảm thấy tởm nhất là vấn nạn dối trá trong ngành giáo dục. Mà thực ra đó là trong quyền hạn của cái ông đứng đầu cơ quan. Ông hoàn toàn có thể đề cử anh này làm trưởng, anh kia làm phó. Tuy rằng chuyện có trưởng có phó được quy định bởi văn bản, chẳng hạn 10 người mới có một trưởng, bây giờ ông bất chấp một người ông cũng dựng lên một cấp trưởng. Cái sai đó không phải là phổ biến lắm nhưng cũng không phải là hiếm. Đối với ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Bộ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, quá nhiều sai sót trong một cơ quan đào tạo cấp cao như Học viện Quản lý Giáo dục là thêm một lần phải nhìn lại bản thân ngành giáo dục đào tạo vốn mang tai tiếng từ rất lâu. Ông nói, chưa rõ vì sao kỳ này Bộ Giáo dục và Đào tạo lại chĩa sang Viện Quản lý Giáo dục, bởi thật ra tình hình từ đầu không phải từ Học viện Quản lý Giáo dục ấy đâu. Nó bắt đầu từ chóp vu của Bộ Giáo dục, từ Bộ trưởng, Thứ trưởng, rồi các cục, các vụ, viện của Bộ. Họ chưa thấy có cái sai ở đâu cho nên họ chóp vào cái chỗ yếu và họ cho thấy rằng đó là một cái đầu mối để mà sửa chữa. Con người yếu kém hay nhân sự yếu kém, ông Nguyễn Khắc Mai nói, là nguồn gốc và là vấn đề của giáo dục Việt Nam hiện nay. Ông nói tiếp, lỗ hổng lớn nhất là cái đào tạo tuyển chọn người lấy cán bộ giáo dục mà bây giờ phải đánh giá lại. Thứ hai là chất lượng của đội ngũ cán bộ giáo dục hiện nay là rất thấp, quá thấp. Tôi chắc là có những cái lúng túng chưa được gỡ ra, chưa thấy được. Đây là hình ảnh ông tân bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn. Cũng không phải chỉ có Viện Quản lý Giáo dục này nó hỏng đâu, rất nhiều vụ, rất nhiều bộ phận trong Bộ Giáo dục nó cũng hỏng. Nhân cái kiểm tra của Bộ Giáo dục về Học viện Quản lý Giáo dục này thì tôi cho rằng đây là vấn đề họ phải đối diện và phải giải quyết trong thời gian trước mắt. Tiếp lời cựu cán bộ dân vận Nguyễn Khắc Mai, nhà sư phạm Hoàng Dũng thì nhấn mạnh, việc quản lý chặt chẽ với nhiều quy định từ nhiều cấp như vậy, tưởng là chặt mà hóa ra không chặt. Sai phạm của Học viện Quản lý Giáo dục này là anh ra hàng loạt văn bản như thế mà người ta không sợ, người ta lại vi phạm hàng loạt. Như nhan đề bài báo nêu ra, tức là mô hình quản lý đó không đúng đắn. Vụ việc đầy rẫy sai phạm Học viện Quản lý Giáo dục, nếu đúng như thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra, là thêm một cảnh báo mạnh mẽ rằng phải cải cách hệ thống giáo dục đào tạo đến nơi đến chốn, với tác nhân chính là nhân sự có trách nhiệm, trước khi bàn đến cơ chế là kết quả của nhà giáo Hoàng Dũng. Và ông đưa ra kết luận như vậy. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Nghi Sơn và những quý ông từ lâu đó rơi xuống. Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, hàng loạt cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều tỉnh thành khác đồng loạt treo biển đóng cửa, ngừng bán hoặc chỉ bán nhỏ giọt kiểu sáng mở chưa đóng. Điều này gây khó khăn và lo lắng cho người dân vì xăng dầu là nhu cầu thiết yếu. Nhiều thương nhân và chủ đại lý giải thích phải tạm ngừng bán xăng do nguồn cung ứng xăng bị hạn chế, chiết khấu bán hàng quá thấp dẫn đến thua lỗ. Bên cạnh đó, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tạm ngừng nhập khẩu dầu thô nguyên liệu đã tác động không nhỏ đến thị trường xăng dầu trong nước. Đặc biệt, các thương nhân phân phối xăng dầu phản ánh gặp khó khăn trong việc mua xăng để cung ứng cho các đại lý hoặc thương nhân nhận quyền, dẫn đến một số cửa hàng xăng dầu đứt nguồn xăng A95. Đây là hình ảnh lực lượng quản lý thị trường tỉnh An Giang kiểm tra một cây xăng đang đóng cửa với lý do hết hàng vào sáng ngày 8 tháng 2. Nhà báo Trần Văn có bài bạc bình luận đăng trên trang để nói Hoa Kỳ về diễn biến này. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa tạt vào mặt tất cả các giới tại Việt Nam một gáo nước lạnh khi nhận định rằng nếu báo cáo của vụ thị trường là đúng thì đâu có thiếu nguồn cung xăng dầu. Cũng nên lưu ý,
vụ thị trường thuộc Bộ Công Thương, ông Diên thì là Bộ trưởng Bộ Công Thương, vừa là cấp trên trực tiếp của vụ thị trường, vừa chịu trách nhiệm về hoạt động của vụ thị trường, nhưng vì không dám khẳng định báo cáo của vụ thị trường chính xác, nên ông phải dùng chữ nếu. Bộ trưởng mà như thế thì rõ ràng là thuộc loại cổ lai hy và không có năng lực. Nội dung chính phủ nào lựa chọn một nhân vật như thế làm bộ trưởng và quốc hội nào lại phê chuẩn đề nghị ấy, rõ ràng cũng cùng loại không có năng lực, xưa nay hiếm. Thế xăng dầu có thiếu hay không là câu hỏi được dư luận trong nước đặt ra. Nếu nghe lời ông Diên và tin vào báo cáo của vụ thị trường thì không, mà không thì có nghĩa là nhiều viên chức hữu trách trong hệ thống công quyền và nhiều cơ quan truyền thông chính thức cũng đã như đang nói láo. Ví dụ báo Quân đội Nhân dân vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, báo Quân đội Nhân dân đề cập đến chuyện nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất dẫn đến tình trạng thiếu xăng dầu. Nhiều cây xăng hết hàng phải tạm đóng cửa. Tờ báo Quân đội Nhân dân dẫn lời ông Đỗ Thắng Hải, một trong các thứ trưởng của Bộ Công Thương, giải thích lý do tại sao xăng dầu thiếu như thế. Nhà máy lọc dầu cung ứng từ 30 đến 35% xăng dầu tại Việt Nam, cho nên chỉ cần hoạt động của nhà máy này thay đổi thì chắc chắn sẽ tác động nhất định đến một số doanh nghiệp là đầu mối kinh doanh xăng dầu trong cả nước, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu, phục vụ sinh hoạt của nhân dân cũng như hoạt động của các doanh nghiệp. Đây là hình ảnh nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Có thể do có thượng cấp như ông Diên nên ông Hải không dám thừa nhận xăng dầu thiếu, cũng không dám phủ nhận thiếu xăng dầu. Ông Hải chỉ lập lờ rằng tại một số địa phương có hiện tượng một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung. Các cơ quan hữu trách đã kiểm tra. Hầu hết các cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng do lấy nguồn hàng từ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhỏ. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có hiện tượng hạn chế bán hàng ra để chờ tăng giá. Tờ báo Quân đội Nhân dân dẫn ra dự báo một số chuyên gia rằng nguồn cung cấp xăng dầu nội địa chỉ đáp ứng có 74% nhu cầu, 25% còn lại phải nhập cảnh. Do khan hiếm cùng với tác động của thị trường trên thế giới, nên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ sớm điều chỉnh giá và bán ra xăng dầu để tăng mạnh. Chẳng riêng tờ Quân đội Nhân dân, nhiều cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam cũng tường thuật như vậy từ hạ tuần tháng trước, tức là từ tháng 1 năm 2022, sau khi nhà máy lọc dầu này loan báo vừa hủy việc tiếp nhận hai tàu vận chuyển dầu thô do đang phải đối mặt với khó khăn về tài chính. Thậm chí vào thời điểm đó, một số người dự đoán rằng nhà máy lọc dầu có thể sẽ phải tạm ngừng hoạt động. Những dự đoán này đã tạo ra một chuỗi tác động đến cả kinh tế lẫn xã hội. Mãi đến gần đây, Ban Kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa mới bác bỏ thông tin là nhà máy lọc dầu tạm ngừng hoạt động. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị. Cứ như lời ông Diên nói, thì những cơ quan truyền thông chính thức đã bịa đặt khi tường thuật về thị trường xăng dầu, khi nhà máy lọc dầu này cắt giảm sản lượng. Các chuyên gia từng đưa ra nhận định, dự báo đều nói láo, xăng dầu không thiếu. Quả thật xăng dầu có thiếu hay không? Theo Bộ Công Thương, các nhà máy lọc dầu chỉ đáp ứng được có 75% nhu cầu vào thị trường nội địa, nhưng vẫn đảm bảo về nguồn cung. Vì cần có thời gian cho việc nhập cảng tới 25% còn lại, nên thị trường có chút trục trặc. Khiếm hụt 25% không phải là thiếu, trục trặc cũng không phải là vấn đề mà nhà nước đang lo. Theo tờ báo Kinh tế Sài Gòn, nhà máy lọc dầu cắt giảm công suất khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là những nơi mà các doanh nghiệp lớn chuyên phân phối xăng dầu như Petrolimex hay VVE chưa tới tới, nguồn cung xăng dầu đã đứt. Khi giá mua xăng dầu tăng do nguồn cung khan hiếm hụt mà giá bán lẻ bị khống chế thì bán được càng nhiều, cây xăng càng lỗ. Do đó, các cây xăng hạn chế bán ra, kể cả chuyện Bộ Công Thương xua quản lý thị trường đi kiểm tra. Với tuyên bố xăng dầu không thiếu, ông Diên khẳng định đóng cửa, không bán xăng dầu là vì găm hàng, chờ nâng giá, phải xử lý nghiêm, dứt khoát phải rút giấy phép những cây xăng găm hàng. Rất nhiều lần, những viên chức cao cấp của chính phủ Việt Nam cam kết với thiên hạ sẽ tôn trọng các nguyên tắc nền tảng của kinh tế thị trường. Đây là hình ảnh nhiều cây xăng ở Đắk Lắk cũng thông báo hết xăng. Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam cũng minh định điều đó, nhưng khi cần mua giá cao, bán giá thấp là lệnh, không đứa nào được cãi. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam quá là sáng suốt
khi chọn một người cả đời chỉ làm công tác đoàn, công tác đảng, đảm nhận vai trò Bộ trưởng Bộ Công Thương. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhất định sẽ thành công. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không chỉ có ông Diên như từ trên trời rơi xuống để tiến hành xây dựng cái gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và câu chuyện xung quanh nhà máy lọc dầu còn lắm điều hay ho, nhà báo Trần Văn đã nêu nhận định của mình như vậy. Cũng nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã đóng cửa với lý do hết xăng, lỗ vốn. Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở các tỉnh miền Tây như An Giang, Sóc Trăng, treo bản hết xăng tạm hàng loạt và tạm thời đóng cửa trong 2 ngày. Ông Phạm Văn Dư, giám đốc công ty Dư Hoài ở Sóc Trăng, trả lời truyền thông nhà nước trong ngày 8 tháng 2 rằng từ 26 Tết, các đầu mối xăng dầu ở Cần Thơ đã tạm ngưng cung cấp xăng, khiến xăng dầu khan hiếm sau Tết. Ngoài ra, ông nói thêm, do xăng dầu thế giới tăng giá liên tục nên đầu mối báo lỗ vì hoa hồng không có, và đó cũng là nguyên nhân khiến các cửa hàng không có xăng để bán. Cũng trong ngày 8 tháng 2, giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng Võ Văn Chiêu cho biết, đoàn kiểm tra xác nhận một số trạm xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã đóng cửa do không có người trông coi, nhân viên xin nghỉ Tết hoặc lỗ vốn do hoa hồng là 0 đồng. Tại An Giang, lực lượng quản lý thị trường cho biết nhiều cửa hàng thuộc hệ thống PVE Petrolimex cũng không còn xăng để bán cho người tiêu dùng nên đã đóng cửa. Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đang kiểm tra các cây xăng. Trước đó, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại An Giang cho biết PVE đã gửi thông báo cho đại lý với nội dung do tàu xăng dầu không về kịp, kho An Giang dừng cung cấp xăng 95 cho đến khi có thông báo mới. Ông Nguyễn Ngọc Thới, giám đốc doanh nghiệp An Giang, An Kiên ở thành phố Châu Đốc, An Giang trả lời trên tờ báo Tuổi Trẻ đề nghị chính phủ xuất quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ các đầu mối có hoa hồng để họ tiếp tục phục vụ xăng cho người dân. Ông Kiên chia sẻ, đúng là bây giờ không đóng cửa không được, vì không đóng cửa sẽ thua lỗ, nhưng các cửa hàng xăng dầu hiện nay bán xăng là lỗ rồi. Trong khi đó, ở thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý Thị trường trong cùng ngày cho biết 548 cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn đang kinh doanh bình thường. Chỉ có một số cây xăng tạm ngừng hoạt động do thiếu xăng RON 95. Đại diện Cục Quản lý Thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh xác nhận do nguồn cung ứng xăng bị hạn chế, chiết khấu bán hàng gần như không còn, dẫn đến bán lẻ xăng dầu bị lỗ. Trả lời trên tờ báo Pháp Luật về tình trạng trên, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương cho biết, cụ thể nguyên nhân nhiều cửa hàng bán xăng dầu treo biển hết hàng từ trước Tết Nguyên đán là do nguồn cung cấp xăng dầu bị ảnh hưởng từ việc nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cắt giảm công suất.